Như vậy thì trong thời gian đó chúng ta làm gì? Hãy gặp gỡ khách mời của đêm nay. Đó là một chàng ca sĩ còn trẻ tuổi nhưng rất cá tính trong âm nhạc, và chúng tôi sẽ được giới thiệu ca khúc mới của anh ta, bài hát Vẽ cùng với vũ đoàn LC Community. Xin chào đón Trúc Nhân. Trúc Nhân và vũ đoàn LC Community. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhân ơi. Dạ.
Năm sau em trở lại đây em nhảy luôn được không? Em tài năng quá. À, mọi người thấy Nhân nhảy được không? Năm sau tới đây anh ước gì mà bây giờ em đừng có hát không nữa, mà em lấy cái bài nền của em rồi em nhảy luôn một bài thiệt sự với Vũ Công luôn thì chắc là chào đón đồng nghiệp hơn nữa. Dạ, cảm ơn. Quý vị nghĩ sao ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều và Trúc Nhân rất là hy vọng các bạn sẽ vẽ lên giấc mơ của mình và vẽ nên cuộc đời của mình nó nhiều màu sắc và nó tươi vui giống như bài hát vừa rồi của Trúc Nhân. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi